lễ nghệ sĩ Thiên Kim, Mỹ Tâm chia buồn, con trai bức xúc khi bị nói bất hiếu, hé lộ sự thật xót xa. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Thiên Kim, gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam đã qua đời lúc 0 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 2 tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua bà dần suy yếu vì thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Sau khi mắc Covid-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10kg trong hơn một tháng. Nhiều năm qua Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Sức yếu bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại thành phố Hồ Chí Minh như các phim quảng cáo. Bà từng nói tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay chứ không phải vì tiền, ai kêu gì tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời. Niềm vui của bà ở tuổi xế chiều là được sum vầy bên các bạn hữu Viện Dưỡng lão như Ngọc Đán, Diệu Hiền. Trong ký ức của nhiều nghệ sĩ Việt, nghệ sĩ Thiên Kim luôn là người mang lại năng lượng tích cực, ưa cười đùa và pha trò trước mọi người. Sau sự ra đi của bà, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và đồng nghiệp trong khu dưỡng lão nhớ về những kỷ niệm khi người bạn còn tại thế. Không chỉ phải chứng kiến nghệ sĩ Thiên Kim qua đời, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền còn lần lượt nhìn các đồng nghiệp ra đi đột ngột. Ai cũng ra đi nửa đêm, chính tôi hồi trước ở phòng phía dưới, chị Mỹ Lan thì ở chung phòng. Nhưng ngăn vách ra hai bên mỗi người một bên mà chị mất mình không hay. Cho tới sáng thì con của chị Mỹ Lan mới đến, thì nó mới kêu, cô ơi mẹ con mất rồi, sau đó mới biết, bà kể. Có thể nói cố nghệ sĩ Thiên Kim từng góp mặt trong hàng trăm tác phẩm phim ảnh, kịch sân khấu. Tuy nhiên đằng sau ánh đèn, bà có cuộc sống thăng trầm, nhiều biến cố. Cố nghệ sĩ từng tâm sự không được con cái thương. Trong đám tang của bà, con trai đã lên tiếng chân tình. Trong một video đăng tải trên TikTok, con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim đã chia sẻ về chuyện bị nói không thương nên mẹ mới phải chịu cảnh vậy. Anh cho biết điều này do chính đấng sinh thành phát ngôn. Lúc đầu nghe con trai cố nghệ sĩ cũng cảm thấy bực, khó chịu. Con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự, không được mẹ chăm sóc từ nhỏ, uống sữa ngoài. Bà ngoại nuôi nấng anh và chị gái ở Gò Vấp, trong khi đấng sinh thành ở Sài Gòn. Xa cách từ nhỏ, không có sự quấn quýt, anh thấy việc mẹ nói con cái không thương là điều đương nhiên. Mẹ tôi đẻ ra vì công việc đi diễn, đi đóng phim theo chiều dài lịch sử nên giao cho bà ngoại nuôi. Thì mẹ tôi không thể đòi hỏi mến tay mến chân của con mình. Cái điều đó nó cũng chính xác chứ. Khi về già rồi mẹ tôi sẽ thấy sao con cái có vẻ không thương mình. Nó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì không có cái ôm ấp, nuôi nấng, chăm sóc con từ nhỏ đến lớn lên thì không có cái sự mến tay mến chân của người mẹ, con trai cố nghệ sĩ tâm sự. Được biết nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Trong một chương trình, cố nghệ sĩ từng trải lòng về tuổi thơ cơ cực của mình. Theo đó, từ lúc lọt lòng, nghệ sĩ Thiên Kim đã bị cha ruột ruồng bỏ, không thèm nhận mặt. Khi 3 tuổi, bà bắt đầu sống trôi giạt cùng người dì ghẻ và chịu những trận đòn roi. Nghệ sĩ Thiên Kim từng kể lại mỗi lần mẹ đẻ về thăm, cô bé 7 tuổi năm ấy phải trốn vì nếu gặp, thế nào lúc mẹ đẻ về, cô bé cũng bị mẹ kế đánh đòn. Tôi đứng trong buồng lén nhìn mẹ mà nước mắt chảy ra, nói nhớ mẹ cũng bị đánh đau cũng không được khóc, mẹ kế bắt phải cười, nghệ sĩ Thiên Kim nhớ lại. Tới năm 8 tuổi, nghệ sĩ Thiên Kim được mẹ đẻ đón về và bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Bà khởi nghiệp với những vai đào con và chính thức trở thành nghệ sĩ ở tuổi hoa niên. Trong vở Phục Nghi Đình, nghệ sĩ Thiên Kim theo đoàn hát lưu diễn khắp nơi, trui rèn tài năng với nghệ thuật cải lương. Tuy nhiên trong một lần đi diễn, sân khấu của bà đã bị thiêu cháy vì bom đạn. Biến cố khiến bà vô cùng sợ hãi và buộc phải rời xa cải lương và chuyển sang tân nhạc, lồng tiếng phim từ năm 1955. Lúc bấy giờ bà biểu diễn chung sân khấu với ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn Vọng Phu, Lời Người Ra Đi. Cố nghệ sĩ Thiên Kim còn góp mặt trong hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn phụ. Cố nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm Vĩnh Biệt Đàn Bà, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Vua Sân Cỏ, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Chàng Trai Không Biết Ghen, Hạnh Phúc Quanh Đây, Những Đứa Con Thành Phố, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hot Boy Nổi Loạn. Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Thiên Kim được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tài hoa và gạo cội trên sân khấu và phim truyền hình Việt Nam. Năm 19 tuổi, nghệ sĩ Thiên Kim lấy chồng và sinh con. Tuy nhiên khi con trai đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi thì người chồng đầu tiên của bà mất. Sau đó bà đi tiếp bước nữa và sinh thêm 4 người con, 2 trai 2 gái. Vì không thể ở với mẹ chồng hà khắc, nghệ sĩ Thiên Kim dẫn 5 con về nhà mẹ đẻ và bắt đầu cuộc sống một mình làm lụng để nuôi 5 con và một mẹ già. Vì cố gắng làm việc để lo toan mọi thứ nên tình cảm của nghệ sĩ Thiên Kim và các con có chút xa cách. Trong một chương trình bà nói với sự nhẹ nhàng, làm cả ngày cả đêm mà con lại không thương, chúng cần hình ảnh một người mẹ bế ẵm chúng từ bé chứ không cần tôi.
chắc do mình chỉ chăm kiếm tiền, nhờ mẹ nuôi giúp nên các con không có nhiều tình cảm. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhưng ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thiên Kim không có nhà cửa. Trước khi qua đời, bà đã có hơn 20 năm sinh hoạt cùng với Hội Nghệ sĩ Gạo Cội tại Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho rằng được ở trong Viện Dưỡng Lão cũng là một ân xá mà Tổ đã ban cho mình rồi. Ở đó cô luôn nhận được tình thương của biết bao khán giả gần xa ngày đêm lui tới. Nhắc đến lý do không ở cùng con cái, nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự. Chúng nó là công nhân, cuộc sống không khá giả gì, mình ở với tụi nó rồi thành gánh nặng. Những lúc túng quẫn, tụi nó gây lộn, rồi nhiều khi nói những câu làm tổn thương mình. Nghệ sĩ mà, nhạy cảm lắm. Tôi không muốn con mình mang tội lỗi. Thôi thì xin vào đây, được ban ái hữu và hội nghệ sĩ thành phố lo cho chỗ ngủ, ngày hai bữa cơm, chẳng bao giờ bị đói. Nói thật, tôi chết cũng xin hóa thân rồi đưa ảnh lên chùa để khỏi phiền con cháu. Dù cuộc đời trải qua nhiều bi kịch, nhưng hình ảnh nghệ sĩ Thiên Kim với gương mặt phúc hậu. Mỗi khi có người đến thăm, đều nở nụ cười chan hòa đã khắc sâu vào lòng công chúng. Cách đây một tháng, gia đình của nghệ sĩ Thiên Kim đã thông báo về tình trạng sức khỏe của bà cũng như chuẩn bị tinh thần trước. Dù được con cái và ban quản lý Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh tích cực chăm sóc, nhưng vì tuổi già yếu nên nghệ sĩ Thiên Kim đã không thể qua khỏi.